Hello anh em. Video này mình đi review cái vòng quay ngôi báo dung nham nha. Hôm nay có cái ạc xịn sò lắm. 54k kim cương. Với lại 135 phát đầu không gã gì luôn. Phát thứ hai thì nó cho mấy cái rương. Cho con bé. 3 lần bấm mà ra được có con bét thôi. Mình chơi lần 50 luôn ha. Cứ 50-50 thử xem là bao nhiêu kim cương nha. Bao nhiêu lần. Gạt cái ghế nè. Cái ghế gạt trước cái xe luôn ta. Cái ghế nó rẻ hơn. Nãy giờ nhìn 6 lần ha nè. Một lần là tốn 1.151 kim cương ha. À, 1.152 chứ. Cái ghế mắc lẹo với lại cái con xe. Cái ạc này sang giống cái ạc chính mình nè. Cũng ra cái ghế trước. Mấy cái vòng trước cũng vậy. Ra cái ghế trước, ghế dễ ra hơn. Xong rồi mới tới con xe. Được cái nền. Rồi cơ bản là muốn lấy hết rồi đó. Giờ chỉ còn cái khung tên với lại cái bộ đồ thôi. Trời đất ơi, còn cái hộp này nữa nè. Giờ mới là hết nè. Anh em đoán xem ra cái khung trước hay cái bộ đồ trước. Tôi nghĩ là sẽ ra bộ đồ trước. Những cái khung là nó ra khó ra hơn phải. Nó đủ. Hình như 6 tháng trước là săn ạc của bên Quy là của Trung là săn cái bộ đồ ra trước. Cái khung ra sau. Hôm nay ạc này ra khung trước là cũng ngon á. Tám thì nãy giờ tốn tới 24-25k rồi nè. Rồi lụm ra bộ đồ full vòng. Tổng cộng thì chúng ta tốn tới gần 26k kim cương. 26k. Xong anh em được cái khung nữa kìa. Cái khung avatar. Hey, bộ đồ. Cái ghế nè. Ghế này đúng đẹp luôn á. Ghế này đẹp hơn mấy cái ghế trước kia luôn. Mấy cái rương này thì nó cho mấy cái bộ đồ bình thường. Đây đồ Barbie nè. Nhẫn trang sức. Cánh nè. Đây, mấy cái đồ này cũng linh tinh thôi. Chủ yếu là cái bộ đồ chính, bộ đồ hiệu ứng. Là cái khung bản cộng đồng ngôi báo dung nham. Cái này là nó sẽ được cái khung giống như cái bộ đám cưới nè. Là bạn bè mình sẽ thấy mình có cái khung á. Cũng đẹp lắm. Đây là đầy đủ cái hiệu ứng của cái bộ đồ. Khiêu chiến với lại con sư tử. Sư tử mà có cánh. Nhớ là cái bộ đồ này nó có một cái cốt truyện nữa. Kìa, thu phục con thú cưỡi. Bộ đồ này nó tới hai cái dạng lận nha. Để mình cho anh coi. Nó có hai dạng lận. Này đang thực hiện động tác không sửa lại. Nè, xong dạng nhất nè. Xuống cái dạng dưới nè. Cái dạng dưới nhìn nó ngầu hơn. Không, nó có hai dạng luôn. Mình muốn xài dạng nào cũng được. Bấm vô cái phần chuyển đổi đó là được. Cái ghế nhìn đã ha. Bao ngầu luôn. Ghế thì chúng ta săn chắc tầm 5k là ra à. 5-6k thôi. Có khi hên hên ra sớm nữa.
này nó không có cái chữ, cái tên giống như thư chùm sao, nó chỉ có cái khung cho bạn bè thấy thôi. Ngoài ra thì chúng ta có thêm con pet Linh Miêu Lửa Ma. Con này skill 1 tăng 12% nè. Skill 2 là chuyền đi chô hoặc lá chắn, xác suất 60% nhận được tinh lửa mỗi trận tối đa 4 lần. Chuyền lá chắn hoặc là nitro. Còn dưới là khi bay lên 68% tỷ lệ trong 6 giây sức mạnh 10W cộng 8. Con này kêu item anh em. Cơ duyên cũng là cơ duyên item nè, cơ duyên với là người con quốc vương thỏ. Skin cũng tăng kỹ năng item luôn, cộng 5% nữa. Là lên phát 65% luôn, tỷ lệ cũng cao. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.